Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Bài học nay thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị một bài học rất là hay, rất là mới, rất là lạ. Bài học có tên là công thức ba thời ba đối trong fashion marketing. Tất nhiên đây là công thức do tôi nghĩ ra và đặt tên thôi, chứ còn không có cái công thức nào như thế cả. Các bạn lên trên Google bạn tìm không thấy đâu. Trong cái quá trình làm marketing, làm thời trang trực tiếp cho thương hiệu thời trang của chúng tôi với tư cách là co-founder là thương hiệu thời trang trẻ em Crowdspace và tư vấn cho rất nhiều các cái doanh nghiệp cũng như là thương hiệu thời trang lớn nhỏ, những người bán buôn, bán lẻ, những nhà sản xuất. Tôi đã được làm việc trong 5 năm cái quá trình cung cấp dịch vụ online marketing và Facebook marketing cho khách hàng ấy. Thì cái công thức này là tôi học hỏi từ chính khách hàng, là những người chủ doanh nghiệp và những anh chị đang kinh doanh bán buôn bán lẻ thời trang. Thế thì ba thời ở đây là gì? Thì tôi mới học được cái này rất là hay và tôi tin rằng anh chị cũng sẽ gật đầu với tôi. Thứ nhất là thời trang, thứ hai là thời tiết và thứ ba là thời điểm. Và một cái người làm thời trang ấy, là phải rất nhạy cảm, phải có cái nhìn, cái tư duy nhạy cảm về ba cái chữ thời này. Thời trang là gì? À, thời trang ở đây ý muốn nói là bạn sẽ ra mẫu gì, xuống gì, bánh bèo, hoa hòe, hoa sói, đúng không ạ? Đi theo gu như thế nào, áo hay quần, váy hay chân váy, quần jean hay là jumpsuit, đúng không ạ? Chẳng hạn như năm nay tôi chẳng thấy ai mặc jumpsuit nữa cả. Đấy, mấy năm trước thì jumpsuit còn ok, đúng không? Đấy, hoặc là mùa đông thì liên quan đến thời tiết. Thứ hai là thời tiết. Đấy, thì mùa đông thì các bạn ra mẫu gì, mùa hè ra mẫu gì, đúng không ạ? Trời nóng ra mẫu gì, trời lạnh ra mẫu gì, đấy là thời tiết. Đấy, thì người ta thường hay nói là thời trang là pham chết thời tiết là như thế. Thế nhưng nếu như mà thiết kế thời trang mà không tuân thủ theo cái dự báo thời tiết hoặc là có những cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng về dự báo thời tiết thì các bạn cũng sẽ có thể phải trả giá đắt. Bởi vì nếu như các bạn là nhà sản xuất, các bạn chỉ cần tung một mẫu ra thị trường 5.000, 10.000 sản phẩm thôi, có thể sẽ ế dài, ế sưng, ế xỉa lên. Thế nhưng nếu mà các bạn lập luận rằng là tôi ra áo sơ mi thì thời tiết nào cũng phải mặc, ok, như vậy là bạn đã đi vào một cái sản phẩm không thực sự quan tâm đến thời tiết. Thì áo sơ mi đấy, cái tính thời trang của nó cũng không quá nhiều, đúng không? Lúc này là chỉ có về vấn đề chất liệu, kiểu dáng thôi. Thế còn thời điểm, thời điểm mình tung ra là gì? Nó giáp Tết hay nó giáp hè, đúng không ạ? Nó giáp những cái sự kiện gì thì mình tung những cái thời điểm tung sản phẩm ra. Thời điểm tung sản phẩm rất quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định là bạn có thành công hay không. Tôi lấy thí dụ như là trước Tết năm 2016, 2017 vừa qua thì có một cái nhà sản xuất, họ tung ra thị trường một cái mẫu áo dài cách tân với những cái hoa chấm bi, rồi thì hoa anh đào, hoa các thứ đó rất là đẹp. Và thời điểm đó là một cái thời điểm mà Tết cũng không được lạnh lắm, đúng không? Và rất là giáp Tết rồi, Tết hơi xe lạnh một chút. Thì nếu như mà thời tiết Tết mà cực lạnh thì sản phẩm đấy lại không bán được, bởi vì áo dài lỡ tay nó rất là mỏng và người ta không thể mặc. Nhưng thời điểm đấy thời tiết lại là nó hơi ấm ấm, nó hơi se se lạnh một chút, không quá lạnh như mọi năm. Thế thì người ta tung ra 3.000 sản phẩm và bán hết veo trong vòng một tuần. Đấy, thì chính người ta nói với tôi là ba thời rất là quan trọng, là thời trang, thời điểm và thời tiết. Thế còn nếu mà các bạn nghĩ ra thêm những chữ thời gì nữa, thời thế chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là thời thượng thì có thể là năm thời đi, thì chúng ta thêm những cái từ khóa đấy vào. Thế còn ba đối ở đây là gì? Đó chính là đối tác, đúng không ạ? Đối thủ và đối tượng. Tức là đối tác, mình phải xem đối tác của mình muốn gì. Mình phải nghiên cứu đối tác, phải lắng nghe ý kiến của họ. Các nhà bán buôn của mình ở khắp các tỉnh, họ nói là khách của em ăn mẫu này, khách của em ăn mẫu này, thị trường này ăn mẫu này. Mình tổng hợp dữ liệu lại, mình dựa trên cái số lớn, big data, đúng không ạ, dữ liệu số lớn, và mình nghiên cứu xu hướng và mình đáp ứng nhu cầu thị trường, rồi mình tạo ra cái xu hướng cho thị trường. Đấy gọi là đối tác, tức là mình học hỏi, mình lắng nghe và mình tham khảo các ý kiến của các đối tác, được chưa? Thứ hai là đối thủ.
đối thủ là một cái đối tượng mà các bạn cũng rất là cần quan tâm. Các bạn xem họ đang làm gì, họ ra mẫu gì, mình đi theo họ không, hay là mình đi gu thiết kế riêng của mình, mình họ ra mẫu này mình không ra nữa, đúng không ạ? Hay là mình đối đầu, hay là mình né. Ví dụ với những cái đối thủ lớn, mình không nên đi theo diện là đối đầu trực tiếp. Mình đi theo thị trường ngách, không đối đầu. Hoặc là mình đi theo xu hướng ăn theo, đúng không ạ? Ví dụ như họ ra iPhone thì mình ra ốc lưng, chứ mình không ra điện thoại đấu với iPhone. Đấy là một cái gợi ý vui vui như thế này, các bạn hiểu, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta là những nhà sản xuất, những nhà thiết kế thì chúng ta có cái sự linh hoạt. Chúng ta am hiểu thị trường của chính chúng ta thì chúng ta sẽ có những cơ hội nhất định. Đấy gọi là chúng ta sẽ nghiên cứu đối thủ để học hỏi họ, để làm tốt hơn họ, làm khác đi, để đi đường vòng, để đi đường tắt, chứ không phải là để copy của họ. Còn nếu như mà chúng ta copy thì chúng ta phải copy của những cái thương hiệu nổi tiếng, và chúng ta có một cái sự pha trộn, chúng ta có một cái sự sáng tạo nhất định. Đấy. Còn tất nhiên là cái chuyện mà thừa nhận hay học hỏi những cái này cái khác của đối thủ thì trong bất kỳ một ngành nào cũng có, bởi vì cái sự kế thừa là cần thiết, đúng không ạ? Ví dụ như là về chất liệu, về kiểu dáng, về màu sắc, về xu hướng. Đấy, năm nay nó thêu cái này, nó ren cái kia, nó đục, nó crop top hay nó cắt vân vân, cắt out vân vân, những cái thuật ngữ như thế. Đấy, thì mình cũng phải đi theo xu hướng fashion trend, đúng không? Rồi đến thứ ba là đối tượng, chính là khách hàng, customer của mình. Đấy, audience, đối tượng. Thì khách hàng của mình là ai, đúng không ạ? Tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, thu nhập, sở thích, thói quen, động cơ mua hàng, đúng không ạ? Lý do mua hàng. Và mình hãy thiết kế cho họ thỏa mãn tối đa cái nhu cầu mua sắm của họ trong cái ngành bán lẻ và ngành thời trang mà chúng ta đang theo đuổi. Thì cái công thức ba thời ba đối ở đây thì nó thực sự là rất đơn giản như thế thôi. Thì trong các cái bài học này tôi cũng đã có những cái phần mô tả cho các bạn rồi. Vâng, vậy thì kết luận lại cái công thức này là tôi muốn nhấn mạnh rằng là các bạn phải quan tâm đến yếu tố thời trang, thời tiết, thời điểm. Quan tâm đến là gì ạ? Đối tác, đối thủ và đối tượng, chính là khách hàng của mình, trong mỗi một cái mẫu thiết kế. Và trước khi làm một cái gì đó thì hãy đặt câu hỏi suy nghĩ, mình đã có ba thời ba đối đấy chưa? Nếu mình đã có rồi, mình ok rồi thì yên tâm mà làm. Đấy. Và có thể đưa vào công thức này thêm cả tên tôi vào nữa nhé. Thì tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm để giúp các bạn thành công hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào.